Hồng hiệu phi size nè. Hồng phi size. Bé nó chúng mình là mã hồng phi size nhé. Hồng phi size 35k nè. Sọc à, chị thấy tội nghiệp nó, nên là cho anh để nó nhà để Phương Quế. Một con sọc nhé. Một con sọc gần như phi size được luôn. Em chúng mày là sọc nhé. Sọc có cổ phi size. Sọc có cổ phi size mới nhé. Form 48kg mặt cũng được. 48kg bỏ vô quần cho xích beo thì dùng mà đẹp nhé. Còn mặt ra là mặt hết căng hết cỡ gì nhé. 58kg mặt cũng được. 48kg mặt cũng được. 70kg 70kg mặt thì vậy thôi. Sọc mấy em nhé. Trời ơi, đầm sơ mi phi size nè. Một cái sơ mi giấu xa giấu quần phi size nhé. Sọc chốt cho em gái Duyên Lê nè. Sơ mi giấu quần phi size nhé. Em chúng mày là mã phi, mã số 5. Mã số 5 đó nhé, số 5 phi size. Số 5 phi size nhé. Bé chúng mày là mã số 5 phi size nhé. Bé này chúng mày là số 5 phi size. Chốt cho Duyên Lê nè. Số 5 phi size. Sọc này á, là ốm mập thì mặc được á, Duyên Lê nè. Văn Lê nè. Áo hồng đẹp, mặt đẹp lắm Duyên Lê. Chế mặt cho em xem. Con này dáng phi size nè cưng. Cổ tim. Con này mặt kia trẻ mấy tuổi. Thấy không? Nhưng mà ít khi bao giờ trên mặt mấy con màu này lắm. Vì vú mình to đó, không thể nào mặc được mấy con sáng gì. Xinh ghê không? Hồng phi size nè. Hồng phi size. Hồng phi size nhé. Một con quần lưng thun nhé. Lưng thun này đá siêu phẩm nè em. 40k nhé. Em chúng mình là chuột. Bé này chúng mình là chuột nhé. Bé này chúng mình là chuột nhé. Chuột 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 chuột. Chuột chứ em. Chuột nè. Từ 46-45kg đến 54-56-58kg bắt đầu nhé. Em chúng mình là chuột nhé. Con này dành mặc phi size được luôn á. Nhưng mà sơ ôm lắm. Bé chúng mình là chuột nhé. Con chuột này mà khối chuột này xinh quá hả? Một bộ hè đó mẹ mà. Bé chúng mày là chuột nhé. Rằng ri. Một con rằng ri nhé. Rằng ri. Thiêu hoa thiêu phụng nè mẹ. Em chúng mày là rằng ri nhé. Bé nào chúng mày là rằng ri chim nè mẹ nhé. Phi sai. Chim phi sai nhé. Chim phi sai. Ừ cưng. Rằng ri chốt cho em gái Duyên Lê nè. Một con sọc nhé. Một con sọc chuột 58kg bắt đầu nhé. Em chúng mày là sọc. Sọc 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 48kg bắt đầu chúng mày là sọc nhé. Rằng ri cho Duyên Lê nè. Sọc. Một con siêu phẩm thôi nhé. Đẹp quá trời. Đây 56kg, 58kg bắt đầu nhé. Em chúng mày là siêu phẩm nhé. Siêu phẩm lưng cao, siêu phẩm thun luôn nè. Cho bé là tầm tầm từ 44kg, 46kg đến 54kg, 56kg mặc được luôn. Em chúng mày là siêu phẩm nhé. Siêu phẩm phi size nè. Siêu phẩm. Oh. 58kg, 56kg đầu. Em chúng mày là mã Jin. Jin kaki co giãn xe M. 56kg đầu. Co giãn chuẩn form luôn. Em chúng mày là cam cũng được. Đen. Một con đen hàng hiệu Mango nhé. Mango nè em. Mango nè, một con hàng hiệu Mango nè. 46kg, 44kg, 45kg quay đầu nè. Em chúng mày là mã đen nhé. Con hàng hiệu của Mango. Đen đen đen. Hàng hiệu Mango nè em.
bé chứ bên là đen nhé. Đen đen đen. Bé chứ mà đen. Phi sai. Phi sai mấy em nhé. Phi sai. 50k nè em. Mấy con siêu phẩm 50k nè. Phi sai nha. Mấy con này là dạng phơm màu hè, mấy phong ngố nha. Đi biển rồi mặc áo ba lỗ đen rồi ba lỗ trắng rồi xinh lắm nghe mấy em. Con này là chuẩn phơm luôn nè mấy em à. Ai chúc mày là mã hoa phi sai nha. Hoa ốm mập đều mặc được nha. Em coi xinh nè. Đi mùa hè mấy mày mặc mùa hè là đúng một combo của nó luôn nha. Ai chúc mày là hoa nhé. Hoa hoa. Bé đó chúng ta là hoa nhé. Hoa. Hoa. Em chúng ta là quả hoa phi sai nhé. Vì nó lưng thun. Phi sai ốm mập đều mặc được nha. Hoa chốt cho em gái Nhiên Lê nè. Nhiên Lê lụm luôn ba lỗ đi cưng. Con này phi sai nè Nhiên Lê em. Cho nó 58 nhưng mà có khoảng 60-65kg mặc cũng được. 45kg mặc cũng được con này. Dễ thương quá ha. Trời ơi, quá trời mà có vú mấy em ơi. Làm sao vú nhỏ lại không biết nữa. Tiếp một con hoa nha, một con hoa siêu phẩm nè. Form 54kg bắt đầu nhé. 54kg bắt đầu, con này eo 74 nè. Một con siêu phẩm nha, một con siêu phẩm hàng hiệu luôn. Con siêu phẩm hàng hiệu nè. Eo 74 mà cho nó chuẩn ghê không em. Eo của nó là 73, 74 nè, 98 chưa nhìn thấy eo luôn các em. Dơ lên thôi mấy em à. Đây mấy em nhé. 54kg. 56kg phải dán phải thành nha. Để ý em ơi. Em vú nhỏ mà mông to. À em vú nhỏ mà mông to. Còn chị thì trời ơi vú một nùi rồi em à. Đúng rồi, phối vô cả set nó đẹp hơn. Không sao Nhân Lê, ba lỗ còn đây em à. Em muốn to mà không được chứ ơi. Trời ơi chị thì anh là muốn nhỏ. Chứ anh muốn làm sao, muốn có tiền. Làm cho nó nhỏ là mấy em nó quá trời rồi. Anh chứ mày là siêu phẩm em nhé. Một con siêu phẩm đẹp quá. Siêu phẩm nha. Anh chúng mày là siêu phẩm nha mấy em. Siêu phẩm. Siêu phẩm nha. Red color. Tiếp em nha. Một con lỡ. Một con lỡ nhé. Form 46kg. 48kg đầu nha. Lỡ. Lỡ trắng đó nha. Chúng mày là lỡ nhé. Bé chúng mày là lỡ nha. Puma nè em. Một con phi sai nhé. Một con phi sai Puma. Một con phi sai Puma nhé em. Puma nâu nè. Phi sai nha. Ấy chúng mày là nâu đó nhé. Nâu phi sai. Nâu phi sai Puma nè em. Bé chúng mình là nâu nhé, vì nó là cái rút, dây rút em à. Nâu phi sai. Nâu phi sai, nâu hàng hiệu phi sai luôn. Nâu nhé em, nâu nhé. Nâu Puma. Hàng thể thao nhé. Nâu chốt gái Nhiên Lê luôn nè. Một con trắng của dòng hàng Louis, Louis mấy em à. Một con Louis nè. Louis nhé, Louis Catter. Con này form đẹp lắm mấy em à. Một con hàng hiệu dòng hàng Louis luôn nè. Louis nhé. Louis chuẩn phơm luôn. Hello Tiết Sang em. Một con Louis nhé. Con này eo 80. Con này eo có 80 thôi. Eo 80, eo 80 nhé. Ống túm làng hoàng mấy em nhé. Một con Louis eo 80 nè. 56kg, 58kg bắt đầu nè. Ai chứ mày là mã số 9. Số 9 mấy cục cưng nhé. Bé nè chứ mày là mã số 9 con này mấy em nhé. Số 9, số 9. Số 9 nha. Số 9. Em mặc con này được là Jessica chưa? Số 9. Đúng rồi. Chốt đi. Mặc cái này cho nó hiệu cho tao biết mình mặc hàng hiệu em. Jessica nè. À em ơi, lưng con này vừa nhé cưng. Lưng con này vừa cưng nhé. Con này mặc tới rúng mình. Chứ nó không qua rúng nhé. Con này mặc tới rúng.
Trước mình cũng hơn một gang tay em à. Được em ơi, cũng cao chứ không thấp đâu cưng. Siêu phẩm này em ơi, mộng siêu phẩm lưng cao nhé. Form 54kg bắt đầu nè, 54kg bắt đầu nha. Em chúc mày là xanh. Lưng thông minh nhé, 54kg bắt đầu. Em chúc mày là xanh nhé, xanh. Con này tay lắm là vì sao? Có dây kéo nè. Anh thích mặc những con này nè, mang giày lên nữa. Ôi dồi ôi, đẹp. Xanh nhé, chúc mày là xanh nhé. Đẹp em nhé. Một con nâu phi size siêu phẩm nè. Siêu phẩm nâu phi size nha. Em chúc mày là mã siêu phẩm nâu nhé. Nhân lên mặc con này đẹp, nhân lên. Có nãy giờ like qua cũng nhiều mấy con trắng á. Ấy chứ mày là nâu lắm nhé. Nâu. Đẹp ghê không? Nâu.